Nhà thờ Vichy de San Francisco ở Everza, cách thủ đô Liban của Bồ Đào Nha khoảng 150 km về phía đông nam, được xây dựng từ năm 1460 đến 1510 theo phong cách pha trộn sự kiến trúc cổ thích và Menulai. Nơi này còn nổi tiếng với nhà nguyện bằng xương người, hay còn có tên gọi là Capella do Soso, một trong những điểm đến thu hút nhiều khách du lịch nhất ở thành phố Everza. Trước đó, năm 1430, một trận bão khủng khiếp đã càn quét thành phố trong số 1.100 ngôi nhà, có 800 căn bị phá hủy hoàn toàn và hơn 3.000 người bị chết. Tất cả những người này đều được chôn chung cùng một ngôi mộ. Đầu thế kỷ 16, thành phố Evoza có tới 43 khu nghĩa địa và chúng đã ngốn mất phần đất sinh sống của người dân. Người ta đã phải tính đến chuyện phá hủy bớt một số nghĩa địa để có đất sinh sống. Khi tiến hành mở rộng thành phố Evoza, chính quyền dự định di rời 43 nghĩa trang đi nơi khác, trong đó có ngôi mộ tập thể 3.000 người. Tuy nhiên, các tu sĩ dòng Phở Gian Xít cho rằng, như thế là xúc phạm đến linh hồn người đã chết, nên khi xây dựng nhà nguyện, họ quy tập tất cả xương cốt ở 43 nghĩa trang, tổng cộng là 5.000 bộ, với mục đích giúp các tín đồ và du khách khi đến thăm có thể hiểu thêm về sự phù du của kiếp sống con người. Năm 1510, nhà nguyện hoàn thành rồi được đặt tên theo tiếng Tây Ban Nha, Capella do Soso, hay còn gọi là nhà nguyện xương người, dài 17,8 mét, rộng 11 mét. Nếu muốn vào thăm, tín đồ và khách du lịch phải đi qua một cái cổng. Có khắc hàng chữ nhắc nhở du khách về cái chết của chính họ, tạm dịch là Xương của chúng tôi đang ở đây chờ đợi bạn, mang thông điệp về sự tạm thời và mong manh của cuộc sống con người. Qua khỏi cánh cổng, du khách đến một sành lớn, gồm bốn mái hình vòm, xây bằng đá gờ ra nít trắng. Xung quanh, có nhiều cửa sổ nhỏ trang trí bằng những chiếc sọ người, cùng những hoa văn họa tiết liên quan đến cái chết. Kèm theo những câu bằng tiếng Latin như, tôi rời đi, nhưng tôi không chết tôi chết trong ánh sáng, hay ngày tôi chết tốt hơn so với ngày mà tôi được sinh ra. Nâng đỡ những mái vòm ấy là tám cột trụ cũng bằng đá gở ra nít trắng, nhưng sáu trong số tám cột trụ được bao phủ bởi những khúc xương ống chân, xương cẳng tay, xương chậu, xương đòn, xương sọ, vân vân. Các bức tường cũng vậy, tất cả đều được phủ kín bằng xương. Tổng số xương người để xây dựng nhà nguyện sắp xỉ 5.000 bộ. Một điều đặc biệt trong ngôi nhà thờ này là tất cả xương của phụ nữ, và trẻ em đều được khảm trên cùng một bức tường, tách biệt với những người nam giới, không ai có thể nhận biết được đâu là xương của người nào. Ngoài ra, bộ xương của những tu sĩ tạo nên nhà nguyện này được cất giữ trong một quan tài nhỏ màu trắng, thay vì trưng bày ở ngoài, như một cách để tỏ lòng kính trọng với đóng góp của họ cho tôn giáo ở Bồ Đào Nha. Cách thiết kế ánh sáng xen lẫn bóng tối trong nhà nguyện, mang lại cho người xem cảm giác âm u, rờn rợn. Điểm đặc biệt nhất là trên một bức tường có hai bộ xương còn nguyên vẹn gồm một người đàn ông trưởng thành, còn bộ kia là một đứa trẻ. Trước đây cả hai đều được treo lên tường bằng dây xích, nhưng hiện được đặt trong tủ kính. Giải thích về chuyện này, tu sĩ Dominico, người trông coi nhà nguyện bằng xương nói, chúng tôi không biết danh tính của họ là gì, nhưng khi đào lên, chúng tôi thấy họ nằm cạnh nhau trong cùng một huyệt mộ, theo truyền thuyết, họ là hai cha con. Khi còn sống, người con đã liên tục ngược đãi mẹ mình với sự đồng tình của người cha, lúc người mẹ hấp hối, bà đã buông lời nguyền rủa cầu mong cho xương cốt của các người không bao giờ tan rã để ai cũng nhìn thấy các người. Một truyền thuyết khác nói rằng, người đàn ông ngoại tình và đứa trẻ chính là đứa con tội lỗi của anh ta. Đúng hay sai chưa rõ, nhưng điều duy nhất được biết đến một cách chắc chắn về hai bộ hài cốt là chúng đã treo trong nhà nguyện từ thế kỷ 17. Vẫn theo tu sĩ Dominico, cứ mời du khách vào đây thì có bốn người bỏ ra ngoài sau vài phút nhìn ngắm, chẳng hiểu do sợ hãi hay điểm tham quan du lịch này không phù hợp với tâm lý họ. Trung bình mỗi năm có khoảng 6 triệu lượt người từ khắp nơi trên thế giới đến thăm nhà Nguyễn Sương, chủ yếu vào lễ Giáng sinh, Phục sinh và những ngày đầu năm mới. Nhất là sau khi thành phố Everza được UNESCO bình chọn là di sản của nhân loại vì sự đa dạng di tích văn hóa. Tuy nhiên, khi viếng thăm nhà Nguyễn Sương, không phải ai cũng đồng ý với cách bài trí ấy. Ở cuốn sổ ghi lại cảm tưởng của du khách, bên cạnh những dòng chữ nói về sự sống và cái chết, cũng xuất hiện không ít những phản đối cho rằng có nên đem hải cốt của người đã khuất ra trưng bày như một sở thú xương nhằm thu hút sự tò mò hay không hay một khách du lịch người serbia viết ở xứ sở chúng tôi hải cốt được xem là rất thiêng liêng chẳng hiểu khi đưa xương vào nhà nguyện họ có hỏi ý kiến thân nhân người đó nữ du khách italia là maezino viết ngôn ngữ đôi khi không làm cho mình cảm nhận được hết ý nghĩa của cuộc sống nhưng hình ảnh lại cho mình thấy rõ hơn về sự sống và cái chết ngoài nhà thờ Capella do Soso ở Bồ Đào Nha, trên thế giới, cũng có những kiến trúc làm từ xương người khác như Capuchin Zip ở Ý, Selec Osuazi ở Cộng Hòa Séc hay Skochabo ở Ba Lan. Riêng nhà thờ Selec Osuazi ở Cộng Hòa Séc được trang trí với khoảng 40.000 đến 70.000 chiếc xương người. Tuy nhiên, mật độ xương dùng để trang trí trong ngôi nhà thờ này thừa hơn rất nhiều so với nhà thờ Capella do Soso ở Bồ Đào Nha. Nếu các bạn có dịp ghé đến Bồ Đào Nha, Ngoài việc đắm mình trong vẻ đẹp của thiên nhiên, mê say trước những di tích cổ, bạn cũng hãy thử một lần đến nhà nguyện bằng xương này để quan sát và chiêm nghiệm ý nghĩa cõi nhân sinh qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Chắc hẳn đây sẽ là một trải nghiệm hiếm có trong đời.